Anh, cái gì đây? Sao có nhiều nút thế này? Này Sa, nói gì với máy quay đi em. Anh nghĩ em ngốc hả? Em biết cái này là handycam đấy. Cái này từ 5-60 lận. Sao bật nó lên đây? Phía trên có cái nút màu đỏ kia kìa. Cái nút to phía trên. Đó là nút ghi hình. Đúng rồi, nút đó, nút ghi mà, nhấn đi em. Được rồi. Mở. Xem lại quay anh. Quay cảnh bên ngoài kìa. Cảnh đẹp biết chừng nào. Anh đó, nhìn chúng ta rất giống nam nữ anh hùng trong mấy bộ phim năm 1980. Cảnh hành động ở chỗ này, nhưng mà lại quay ở chỗ khác. Có anh ở bên cạnh thì tại sao em phải đi quay bông hoa chứ? Đẹp trai quyến rũ, phụ nữ rất yêu. Làm ơn để anh lái xe đi. Anh bị sao vậy? Chúng ta là vợ chồng mới cưới mà, muốn làm gì thì cứ làm thôi. Và anh còn rất đẹp trai nữa. Tốt nhất là em cản anh lại đi, nếu không là anh không kềm chế được đâu. Đúng rồi, em có mang theo bộ đồ ngủ ưa thích của em không? Em mang theo nhiều thứ lắm. Trước tiên chúng ta tới chỗ hưởng tuần trăng mật trước đi. Để anh kiểm tra GPS. Chúng ta chạy trên đường này nửa tiếng rồi, anh không thấy Villa Alisa ở đâu hết. Anh bảo là căn villa đó của ông chủ anh mà. Nó còn rất đẹp nữa. Chúng ta sẽ là những vị khách đầu tiên ở đó. Nhưng trước tiên phải tìm đường đi trước đã. Nếu như không tìm được căn villa thì kế hoạch của chúng ta đổ bể. Không, tuần trăng mật của chúng ta không thể bị hủy như thế được. Nếu không tìm được căn villa đó thì mình cứ cắm trại bên kia đi. Trong rừng. Đúng vậy, chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật trong rừng. Em điên rồi. Dừng lại đi anh. Gì vậy? Anh lùi lại một xíu đi. Có chuyện gì? Em thấy bên đó có người, hình như là phụ nữ. Chắc là người dân ở đây. Không chừng quái biết đường tới Villa Alisa đấy. Dừng ở đây đi anh. Anh có thấy ai đâu. Tin em đi, em thấy quái ở đây mà. Cô ấy vừa mới đứng ở đây. Giờ quái đâu rồi? Em có thấy không? Em nói thật nên mới bảo anh lùi xe đó. Em điên rồi. Cái gì em cũng thấy cũng nghe hết. Anh không tin em chứ gì. Qua đây. Chờ chút. Anh nhìn đi. Cô ấy đứng đó. Vậy giờ đi đâu rồi? Hãy quay về đi. Rời khỏi đây đi. Ở đây không ai sống được đâu. Hãy trở về đi. Cái chết đang chờ hai người đó. Hai người không tin tôi sao? Tôi biết thế nào cũng vậy mà. Chừng nào chết thì hai người mới tin tôi. Ở trong rừng này không có ai sống cả. Tình yêu không có chỗ trong khu rừng này. Lần nào cũng vậy. Và cả hai người cũng thế. Nếu còn yêu cuộc sống của mình thì hãy mau quay trở về đi. Chuyện gì vậy? Mau tránh đường đi. Xem tình trạng đất nước chúng ta bây giờ kìa. Đủ loại người lang thang khắp nước. Em có nghe cô ta nói gì không? Gì mà không ai sống. Cô ta đúng là bị điên rồi. Em kiểm tra GPS trên điện thoại đi. Tìm Villa Alisa. Nhanh lên, trời tối rồi. Có kết nối mạng rồi. Giờ anh phải quẹo phải. Chạy thêm 100m nữa thì quẹo trái. Gần tới rồi. Cảm tạ thần linh cuối cùng cũng tới. Này Sa, em sao vậy? Không có gì. Người phụ nữ lúc nãy
Cô ta làm em thấy sợ quá. Cô ta bị điên thôi, không còn tỉnh táo nữa. Gabi, lỡ như lời cô ta nói là chuyện từng xảy ra với bản thân thì sao? Ý em là nếu đó là sự thật, chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật, tình yêu của chúng ta sẽ sống mãi và càng ngày càng sâu đậm. Được chứ? Qua đây. Em đừng nghe lời người đàn bà điên đó nói. Cô ta bị điên rồi, còn em nói chuyện cũng hơi vô lý đó. Tới rồi. Thật là đẹp quá, em thích lắm. Chỗ này đẹp lắm. Đi thôi. Chào mừng tới Villa Alisa. Tôi còn tự hỏi hai người làm gì mà lâu thế. Xin chào, tôi là John, chủ căn nhà villa này. Chào, tôi là Gabi, và đây là vợ tôi, Naisa. Xin chào. Xin chào. Rất vui được gặp cô. Rất vui gặp anh. Cậu tìm đường đến villa khó lắm hả? Không, không hẳn. Tôi biết có hơi xa thật, như vậy mới đặc biệt chứ. Không có ồn ào và đủ riêng tư. Một mảnh thiên đường trên trái đất này. Đúng là vậy. Tôi chắc chắn hai người sẽ thích nó, đúng không? Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng anh nên đặt tên nó là thiên đường hạ giới đi. Thiên đường được xây dựng lại nơi đây. Những thứ như thế thú vị lắm. Mấy cái tên như Villa Alisa lỗi thời lắm. Cái tên này liên quan tới vài chuyện cũ. Giờ của tôi tên là Alisa. Căn villa này làm tôi nhớ tới cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn cậu sẽ thích nơi này. Căn villa này thật sự rất đẹp. Đúng, tôi thấy rất đẹp. Ban ngày chắc nó càng đẹp hơn hả? Chính xác. Khu này không tìm được căn nào như thế nữa đâu. Sau khi vợ tôi qua đời rồi, tôi thấy hơi cô đơn. Cho nên tôi mới suy nghĩ, sao mình không cho thuê chỗ này ta? Làm thế sẽ giúp tôi có thêm thu nhập, và còn gặp được nhiều người nữa. Anh rất sáng suốt khi làm như thế. Chúng ta vào thôi. Nào, đi thôi. Sammy, Sammy, cầm lấy chìa khóa, đem hành lý của họ vào phòng luôn. Nào, đi thôi. Cách để bản thân trẻ trung và đông đầy tình yêu. Chỉ những người có tình yêu mới hiểu được thôi. Nếu không thì sẽ bỏ lỡ nó đó. Nhưng mà đúng là không may. Cậu quả là một người đàn ông may mắn đó Gabi. Vợ của cậu thực sự rất xinh đẹp. Nhớ chăm sóc cô ấy đó. Phải trao cho cô ấy tất cả tình yêu của cậu. Đương nhiên rồi, đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Thần linh sẽ phù hộ hai người. Hai người xứng đáng với những thứ tốt nhất. Nào, đi thôi. Mời vào. Chào mừng đến với căn biệt thự hưởng tuần trăng mật trong mơ. Ý em là căn villa giữa rừng này thực sự rất đẹp. Đẹp lắm. Cảm ơn cô. Chắc là hai người mệt rồi. Hai người tắm rửa đi. Tôi có chuẩn bị một ít đồ ăn cho hai người. Được rồi. Còn nữa, nhân viên ở đây không ở lại qua đêm. Nếu cần gì cứ gọi tôi. Vâng, chúng tôi sẽ báo danh mà. Nếu cần dịch vụ cho khách thì cứ quay số 8. Cần gì cứ nói với tôi nhé. Nhớ đấy. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Ngủ ngon. Cảm ơn. Đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Ừ. Đẹp quá. Naisa, có chuyện gì vậy? Em ổn chứ? Alisa thực sự rất đẹp. John và Alisa quả thực rất đẹp đôi.
chắc sau khi cô ấy mất, John cảm thấy đau lòng lắm. Anh à, em không thể nào rời xa anh được. Lỡ như em mất anh thì sao? Cái gì? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Em có nhớ trước khi kết hôn anh đã nói gì không? Anh cứng đầu lắm, anh không bỏ đi dễ dàng vậy đâu. Anh sẽ bám theo em. Chúng ta bắt đầu được chưa? Cái gì thế? John nói đúng. Chỗ này đúng là thiên đường mà. Anh nghe đi, nghe thật kỹ vào. Em thậm chí có thể nghe được sự tĩnh lặng và cả gió thổi. Quả thật là thiên đường đó anh Kabi. Nơi này sẽ là thiên đường của anh và của em trong vài ngày tới. Phải tận hưởng. Em yêu anh, anh cũng yêu em. Không không, sao anh vội vậy? Kabi, anh đi tắm trước đi, ít nhất cũng phải đợi em tắm nữa. Chúng ta lái xe cả 8 tiếng đồng hồ mới tới đây mà. Anh nhìn em đi, bụi bẩn ở Mumbai bám đầy người em rồi. 2 phút thôi. Được rồi, rõ ràng em phải trông thật đẹp trước chồng mới cưới của mình chứ. Được rồi, em sẽ trở lại ngay nhé. Tắm nhanh đấy, ok. Này Sa, Kabi, có chuyện gì thế? Xem lại hét lên. Kabi, lúc em đang tắm, hình như có ai đó cố chạm vào người em. Nhưng khi em dán mạng lên thì không thấy ai cả. Em không biết nữa Kabi, liệu có phải là em tưởng tượng hay là thật không? Em sợ lắm, em rất là sợ. Anh nói cái này được chứ? Nếu có người muốn chạm vào em thì chỉ có anh thôi, được chứ?
anh Kabi. Anh Kabi. Naisha. 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 Đồ kiểu này không vui đâu. Em đang ở đâu? Naisha. 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 Giờ anh đã biến mất ở trên giường. Đó cũng là lúc nửa đêm. Cô là ai? Cô nhớ ra tôi rồi à? Bây giờ cố hiểu tình huống anh đang gặp phải đi. Mau tìm vợ của anh và rời khỏi chỗ này sớm đi. Hãy rời khỏi nơi bị ma ám này. Nếu không, anh sẽ không sống được đâu. Anh tới đây để hưởng tuần trăng mật, nhưng rồi nó sẽ trở thành cơn ác mộng đáng sợ nhất. Rồi anh sẽ bị ép tới mức chính tay giết chết vợ mình. Vợ tôi đâu? Nói mau. Anh gặp rắc rối to rồi. Lúc đầu người khác cũng không nhận ra đâu, giống như anh bây giờ. Anh sẽ mất tất cả mọi thứ, sẽ không còn lại gì nữa. Mau tìm vợ và rời khỏi nơi này đi. Chờ đã. Naisha. 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 Naisha.
Naysha. Naysha. Gabi. Gabi. Naysha. 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 Xem lại bỏ anh ở đó. Naysha. Naysha. Em làm gì ở đây vậy? Anh Gabi, sao chúng ta lại ở đây vào giờ này chứ? Sao anh lại đưa em tới đây? Chúng ta làm gì đây vậy? Em nhớ mình đang ngủ mà. Em đừng đùa nữa. Em có biết anh lo cho em cỡ nào không? Anh mơ thấy ác mộng. Lúc tỉnh dậy thì anh không thấy em nữa. Làm ơn đừng đùa như thế này nữa, được không? Em không có đùa. Đây không phải là trò đùa. Em không biết tại sao mình tới được đây nữa. Lúc đó em đang ngủ. Nghe đây, chuyện này xảy ra Chắc là em bị mộng du thôi. Em không có mộng du. Trước giờ em có bao giờ bị như thế này đâu chứ. Em không có mộng du. Được rồi, về thôi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Về thôi em. Naysha, dậy đi em, 2 giờ chiều rồi. Mau dậy đi. Gabi, da em đau quá, anh xem giúp em có bị gì không? Sao vậy? Ở bên đây. Ôi trời, sao lại bị thành ra thế này? Vết bầm rất to. Gì thế anh? Sao bị thế này được? Em nhìn bên này đi. Anh cũng không biết em bị làm sao nữa. Tối qua thì em biến mất khỏi phòng. Bây giờ thì có vết bầm lớn trên lưng. Vậy mà em nói với anh là em không biết gì hết. Anh Gabi, em mà biết thì em hỏi anh làm gì chứ? Anh không biết. Thôi quên chuyện này đi. Dù sao cũng xảy ra rồi. Em nghe này, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Đi thôi em, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi rửa mặt thay đồ đi. Vâng anh. Cảm ơn. Chào Gabi. Chào cậu. Chào. Chào buổi chiều cô gái xinh đẹp. Hình như tối qua cậu ngủ không ngon thì phải. Ở đây chúng tôi có quy định không được làm phiền khách, đặc biệt là vợ chồng mới cưới, cho nên tôi không gọi hai người dậy. Chúng tôi không muốn bất kỳ vị khách nào bỏ lỡ bữa sáng của tôi đâu.
Dù sao thì sớm muộn gì cũng được ăn mà. Nếu như lát nữa hai người không có kế hoạch đi chơi đêm thì... Cho cô đây. Tôi cũng không muốn hỏi đêm qua hai người như thế nào đâu. Nhưng với tư cách chủ nhà, tôi muốn biết hai người ngủ có ngon không. Hy vọng hai người không gặp rắc rối gì. Dĩ nhiên rồi, mọi thứ ổn. Tôi sẽ không áp đặt hai người quá đâu. Hai người cứ tự nhiên tận hưởng, coi như nhà mình đi. Tuần này không có ai đặt chỗ nữa hết. Hai người có thể tự do vui chơi ở căn villa này. Hai người tha hồ tận hưởng. Chúc vui vẻ. Cảm ơn anh. Chúc vui vẻ. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Anh đi trước đây. Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy anh? Nói em nghe đi. Em thực sự muốn biết sao? Em thực sự muốn anh nói em biết à? Cách Sơn nhìn em và em. Đây là tuần trăng mật của chúng ta. Em là vợ của anh. Vậy mà em với John lại liếc mắt đưa tình không biết xấu hổ. Rồi giờ em hỏi anh là có chuyện gì sao? Anh không biết gì hết. Người có sao là em đó. Từ tối hôm đó là em lạ lắm rồi. Nửa đêm nửa hôm em biến mất khỏi phòng. Anh hỏi thì em hỏi ngược lại anh. Trên da em lại có vết bầm nữa. Từ sáng tới giờ nhìn em rất sao nhãng. Và hơn hết, em cứ nhìn John như thể người em mới cưới là anh ta chứ không phải là anh. Được rồi, nói cho anh nghe đi. Rốt cuộc có chuyện gì với em? Nói đi. Em xin lỗi anh Gabi. Em thực sự không để ý là em có nhìn anh ta. Tự nhiên em không biết chuyện gì đang diễn ra hết. Cảm giác như là... Em không hiểu nữa. Thôi bỏ đi. Chuyện này... Tha thứ cho em đi. Em xin lỗi. Làm ơn đó anh. Em... Được rồi. Em sẽ bù đắp cho anh. Em hứa đó. Vậy giờ chúng ta cùng nhau đi làm chuyện này đi. Chúng ta đi dạo hay đi leo núi gì đó đi. Anh muốn đi đâu em cũng sẽ đi với anh. Làm ơn đi mà, Gabi. Em xin lỗi. Được rồi. Đi cũng được. Em ăn xong đi. Này Sa, nói gì với camera đi. Chồng của em là đồ ngốc. Này Sa, chồng của em là đồ ngốc. Nhưng em yêu anh rất nhiều rất nhiều. Qua kia đi anh. Trong khu rừng này có người không muốn chúng ta thân thiết với nhau, cho nên chúng ta đừng gần gũi quá nhé. Đừng nói vậy, thần linh sẽ nghe thấy đó. Con tạ lỗi với người. Đi thôi anh. Tình yêu sẽ chết trong khu rừng này.
mọi khoảnh khắc. Naysha, Naysha, sao vậy? Anh sợ hả? Em bị điên à? Điên thật sự. Anh Kaby. Ừ. Anh nhìn đi. Là dấu chân. Vẫn còn mới lắm. Hình như có người mới vừa ở đây. Anh có thấy ai đâu. Đó không thể là cùng một người đã ném cành cây vào chúng ta chứ. Đi theo. Bắt hắn ta lại. Đi thôi anh. Đi. Phải bắt hắn lại. Đi lối này đi anh. Lạ thật. Dấu chân. Sao người ta lại có thể tự nhiên biến mất ở đây được chứ? Lạ quá. Đúng vậy. Đi, chúng ta tìm xung quanh. Đi thôi. Trở về đi. Vẫn còn thời gian đó. Trở về đi. Cô đi theo chúng tôi sao? Cô muốn nhìn. Nhìn đi. Nhìn vợ của cậu. Cậu không yêu cô ấy à? Cậu muốn tự tay giết chết cô ấy sao? Tôi bảo rồi, mau rời khỏi chỗ này đi. Sao cô lại nói mấy lời này? Đừng nói nhảm nhí nữa. Người sống ở đây bị làm sao thế? Đến nói với John chuyện này. John, không giúp được gì đâu. Anh ta không cứu được hai người đâu. Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng của hai người ở đây. Tôi bảo hai người đi đi. Nếu không sẽ không sống sót rời khỏi nơi đây được đâu. Sao cô lại trù ẻo tôi? Tôi không trù hai người, mà là tôi cảnh báo. Cô hãy giải thích cho chồng cô hiểu đi. Cậu ta chẳng hiểu cái gì hết. Đủ rồi. Cô biến đi đi. Đi chỗ khác đi. Cầm 100 rúp và biến khỏi đây. Khỉ thật. Anh Kaby, anh có hơi thô lỗ đó. Anh không được nói phụ nữ như vậy. Được rồi, chúng ta nghe lời cô ta rời khỏi đây đi. Anh hiểu rõ mấy loại người này lắm. Họ chỉ muốn dọa chúng ta và lấy tiền của mình thôi. Nhưng cô ấy đâu có lấy tiền. Tại bị chúng ta vạch mặt rồi nên cô ta không lấy đó. Chúng ta đều biết là cô ta lừa mình mà. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Đi thôi. Đi thôi em. Đừng lo. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Khu rừng này rậm rạp quá. Anh Kaby. Anh Kaby, đừng nằm thế với em mà. Anh Kaby, em biết là anh đang trốn ở đây. Kaby, em sẽ không làm vậy nữa đâu. Em hứa đó. Anh đừng làm vậy nữa mà anh Kaby. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Em ghét anh Kaby. Em không nói chuyện với anh nữa đâu. Anh bị điên à? Anh chỉ đùa thôi mà. Cái này không vui chút nào. Em sợ lắm. Được rồi, anh xin lỗi. Anh không làm vậy nữa. Anh qua đây. Không. Anh Kaby, không qua. Đừng lo. Cái này xảy ra là do... Để em lấy nước cho anh cho. Anh ngồi xuống đi.
Nào uống nước đi anh. Anh ngốc thật đó, sao té hoài vậy? Gabi, anh nhìn đi. Alisa Suza. Đó là mộ của vợ John. Chắc anh ấy đau lòng lắm. Có cảm giác như anh ấy chưa quên được vợ mình. Anh Gabi, nếu như có chuyện gì xảy ra với em, Nasha, em đừng nói như thế chứ. Em yêu anh Gabi, anh cũng yêu em. Anh Gabi, em làm gì vậy? Không có gì đâu anh Gabi, anh chỉ cần đầu hàng em thôi. Anh có cảm giác em lạ lắm này Sa. Còn nhiều thứ khác lạ nữa mà anh không hề biết về em lắm. Này Sa, này Sa, Gabi, Nasha, Gabi, Nasha, 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 giúp giới, có ai đó giúp giới, Nasha, nước, nước đây, Nasha, Nasha, Nasha em tỉnh lại đi, Nasha, Nasha, giúp tôi với. Vợ tôi bị sao vậy bác sĩ? Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về Mumbai. Thư giãn đi cậu Gabi, bình tĩnh lại. Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu không cần phải lo. Cô ấy ổn mà. Vậy sao tự dưng cô ấy lại như thế? Cô ấy vô cùng khỏe mạnh, huyết áp ổn định và ECG cũng bình thường. Thật ra tôi đoán cô ấy bị áp lực thôi. Hai người sống theo kiểu ở thành phố, vậy mà bây giờ lại đi leo núi mà không huấn luyện đúng cách, cho nên cô ấy bị kiệt sức mà. Cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Để cô ấy nghỉ ngơi đi, một lát sẽ tỉnh lại. Cậu cứ chăm sóc cô ấy là được, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Thank you.
Naisa, tạ ơn thần linh, em làm anh sợ lắm đó. Em nghe này, ngày mai chúng ta rời khỏi nơi này. Nơi này có gì đó không ổn. Bởi vì từ khi tới đây, có mấy chuyện kỳ lạ có liên tục xảy ra. Gabi, anh đừng lo chuyện này. Chúng ta sẽ không rời khỏi đây đâu. Không đi đâu hết. Em sẽ không rời khỏi chỗ này. Naisa, Gabi, chỉ là em rất thích nơi này. Cảm giác như nó là nhà của em vậy. Giống như em có một mối liên kết từ lâu với nó. Làm ơn đi anh Gabi. Ngày đây anh sẽ không nghe thêm bất cứ từ nào về chuyện này nữa. Anh quyết định rồi, ngày mai chúng ta đi. Xin anh đó anh Gabi. Em quyến rũ anh cũng vô tác dụng. Đừng làm vẻ mặt nhõng nhẽo đó nữa. Anh đã quyết định ngày mai sẽ đi rồi. Bởi vì tới đây cho nên vai của em mới bị thương. Hôm nay thì mũi em chảy máu, hôm đó thì em xỉu trong rừng. Không ổn chút nào hết. Nghe anh, em là tất cả của anh, cho nên anh không thể mất em được. Gabi, anh lo lắng chuyện gì đâu không hả? Đúng là từ khi tới đây chuyện lạ cứ liên tục xảy ra. Chưa có khoảnh khắc nào em cảm nhận được đây là tuần trăng mật. Chúng ta không có giây phút lãng mạn nào hết. Nhưng bây giờ tất cả đều ổn rồi anh Gabi à. Naisa, nhìn em đi. Bây giờ em rất ổn mà anh Gabi. Lúc trước em không hề cảm thấy thế này. Anh không cần lo cho em nữa đâu, được chứ? Em làm gì vậy? Em làm gì vậy hả? Không có gì đâu anh Gabi. Naisa, em làm gì đó? Anh chỉ cần đầu hàng cho em thôi. Anh có cảm giác em lạ lắm Naisa. Còn nhiều thứ khác lạ mà anh không hề biết về em lắm. Naisa, em làm gì vậy? Làm ơn mở ra. Naisa, đừng mà. Cởi trói cho anh đi. Đừng cố nữa Gabi. Hôm nay anh không được cản em, bởi vì anh là chồng mới cưới của em. Và đây là tuần trăng mật của chúng ta. Naisa, cởi trói cho anh đi. Naisa, làm ơn đi mà. Naisa, 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 anh không yêu em sao? Naisa, anh không yêu em sao, Gabi? Nói đi anh Gabi. Naisa, anh không yêu em hả Gabi? Naisa, 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 hãy tận hưởng tuần trăng mật của chúng ta đi anh à.